Vâng, và xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video trước thì em đã đánh giá chiếc xe đạp Touring FCR 3100 màu đen, và tiếp theo em sẽ đánh giá cái độ mới cũ và các cái chi tiết cấu tạo của chiếc xe đạp FCR 3100 màu xanh. Vâng, như trong khung hình đây các bác đang nhìn thấy tổng thành của chiếc xe đạp FCR 3100 màu xanh rất là lam tính. Khung của chiếc xe được cấu tạo bằng khung nhôm, và trên toàn bộ chiếc xe thì em thấy là không có cái vết xước nào mà gọi là lớn cả. Đằng trước cái càng của chúng ta là càng nhôm và có mã vạch của hãng sản xuất. Size của chiếc xe này là size S, phù hợp với những người cao từ 1m62 cho đến 1m72. Đùi đĩa của dòng Touring này là được trang bị đùi đĩa 2 tầng, khóa yên và yên đều có logo của hãng. Yên thì em thấy là còn rất là đẹp, không có vết rách nào lớn cả. Đằng sau của chúng ta được trang bị một cái líp thả 8 tầng hiệu Shimano. Và bộ đè là Shimano Tourlay TX. Vành ở đây cũng của hãng luôn. Mayer cũng có logo. Xe được trang bị phanh đĩa hiệu Techo. Đây là một cái hãng phanh rất là thông dụng ở trang bị cho xe đạp của xe Giant nói riêng, và các cái dòng xe Nhật và các cái dòng xe phổ biến trên thị trường khác nói chung. À, phía bên này của chiếc xe về cơ bản em đánh giá chiếc xe này là không có vết xước, rất là đẹp, xe độ mới khoảng trên 90%. Nếu mà các bác quan tâm đến chiếc xe mà muốn sở hữu chiếc xe thì nhắn tin cho em nhé. Vâng, và em đã review xong cái chiếc xe đạp FCR 3100 màu xanh. Và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này thì hãy nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Ngoài ra em còn rất là nhiều chiếc xe đạp khác, nếu các bác quan tâm thì hãy nhắn tin kết bạn qua tài khoản Facebook Kiên Xe Đạp. Ở trên YouTube thì các bác đăng ký kênh Kiên Xe Đạp và ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem những cái video mới nhất em up lên trên kênh nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.